Vâng, em Việt Điều xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video số Việt Radio Và video ngày hôm nay vào ngày 5 tháng 8 năm 2024 Cũng là ngày thứ hai và ngày mùng 2 đầu tháng âm lịch Kính chúc quý vị và các bạn có tuần làm việc mới thật là hiệu quả và thành công Ở video ngày hôm nay thì Việt Trường hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn hai cặp loa tuyển chọn ta noi Tơn HE đây là model cao cấp đến từ thương hiệu Tanoi về trực tiếp từ Nhật Bản và hiện tại thì mức giá tiền yên đang tăng phi mã à, vì vậy nên các mặt hàng sản phẩm à, từ Nhật Bản về sẽ có mức giá à, tăng cao hơn tuy nhiên ngày hôm nay em có hai cặp đôi này với mức giá cực kỳ tốt để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm Tanoi Turnberry HE, à, những đôi loa trùng đôi trùng cặp vân gỗ đối xứng tuyệt đẹp và giống nhau đó với là những đôi trùng đôi trùng cặp và quý vị và các bạn lưu ý khi chơi và trải nghiệm những đôi loa tanoi là như vậy và tanoi Turnberry he là một model quen thuộc thường cập bến tại việt trà Điều với số lượng hàng và luôn có sẵn để quý vị và các bạn chơi và trải nghiệm à, đôi loa sử dụng một bát đường kính 25 cm gân vải à, màng giấy kết hợp cùng với họng uh, kèn ở chính giữa giúp trải nghiệm của quý vị và bạn ấn tượng và ngọt ngào hơn qua dòng loa này. đặc biệt khi phối ghép cùng các dòng âm đi như là AcuPhy, tốt hay Luckman. đặc biệt những đôi loa này có thể dễ dàng phối ghép cùng những dòng âm đi bình dân như Đời nông hay xa xui đời mới cũng rất là phù hợp uh, và là lựa chọn uh, trong tầm tiền để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Và mức giá em gửi tới quý vị và bạn tham khảo cho đôi loa Tanoi Medi HE Xuất sắc, chuẩn đôi, chuẩn cặp và hàng bãi như thế này sẽ là 82 triệu đồng Một mức giá rất tốt ở thời điểm hiện tại Vì vậy mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu các sản phẩm audio Kính mong quý vị và các bạn liên hệ với em Bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển Hoặc trực tiếp qua Việt Trường Audio tại Hà Nội Và những đôi loa này em vẫn bảo hành dài hạn hỗ trợ nâng cấp hay giao lưu cho quý vị và các bạn Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ và mọi nhu cầu Xin comment ở phía dưới phần bình luận của video này